Hello, welcome back. Hôm nay chúng ta chơi 12 game với trò Talking Tom. Vâng, rất là mượt mà. Trò chơi rất là mượt mà. Mình đang cùng mèo Tom. Bạn này không cần nhiều đâu. Bách vừa nào đã được mình thay đổi trông phù hợp không? Quá phù hợp với game này. Rồi, chúng ta sang game khác, đó là Spongebob. Spongebob đã có mặt trong game. Cái này là trong Deep Fresh. Đây là phiên bản bóp của chính là mình. Một con này, hai con này. Đảm bảo clip này của mình là độc nhất vô nhị và có một duy nhất trên thế giới luôn. Không kênh nào có thể bắt chước được. Mình chưa dẫn vào oanh bót. Oanh bót mới hay. Ta cùng nhau vượt qua cái màn này nào. Ui ui. Ui.
Phải cho mọi người chiếm luôn con bot vào cái màn này. Ôi trời. Sao đen xì này. Con bot tôi đâu sao đen này. Lỗi hình ảnh thôi. Sang một cái game đó là Rap for Hero. Qua được cái màn này mới là tài toàn quái mẹ ơi. Đánh thế. Chúng ta sang Bunny Ball. Trời ơi, ai mà chỉnh cái tiếng của mình sang tiếng Thái không biết. Chắc chắn cái tiếng cái chữ nó vừa hiện nãy là tiếng Thái không? Mẹ không tắt được nhạc của tôi này. Là sang tomato. Ôi quá nhè. Game này lại không sáng. Theo hướng dẫn này được này. Có vẻ hơi tối nhỉ. Rồi. Một sao mấy cái này.
trò này ước như này. Chúng ta sang đẹp qua adventure. Tranh thủ mấy ban đầu dễ thì chúng ta chơi đây. Sonic. Hai màu này giống nhau quá. Phiên bản này trong cái map này nhìn đẹp thật đấy. Một màu xanh của Sonic khuấy động cả không gian. Yeah, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Sang Angry thôi. Oh.
dùng là quả bóng điện nhá, bóng điện màu đen này, nổ to quá nhỉ. Cái này là khuyến mại sao? Rồi. Đẹp phải, cái mặt này mình móp đẹp, nhìn thích thật. À, đẹp. Con này cho nó đỡ, cho nó đỡ xuống. Lừa, lừa, lừa con này. Phần này hơi hơi con này quá dấu mà. Win.